Xin chào quý anh chị các bạn, em là Thuần Huy Nai, Hồ Chí Minh. Tại em đang công tác tại địa chỉ 327 quốc lộ 13, phường Nghĩa Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Thì nay em Thuần sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cách reset màn hình của Hyundai Creta. Thì reset màn hình mục đích để làm gì? Thứ nhất, trong trường hợp khi mà chúng ta sử dụng màn hình của chúng ta bị đơ, hoặc là màn hình của chúng ta có thể là không tắt được, thì chúng ta có thể ấn reset đó và chúng ta reset cái màn hình để màn hình của chúng ta mặc định lại ban đầu để chúng ta sử dụng lại nha quý anh chị. Rồi, để cái sử dụng cái màn hình ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía dưới này, chúng ta thấy có cái nút ở đây. Nút ở đây là cái nút chúng ta có thể cái nút reset nhé quý anh chị. Ở đây thì chúng ta là cái nút reset ở đây. Quý anh chị kiếm một cái tăm, hoặc là chúng ta kiếm một cái gì nhỏ nhỏ, hoặc là cái chìa khóa, cái mở điện thoại, chúng ta ấn đó, ấn nhẹ với cái nó tích và nó khởi động lại như thế này là được nha quý anh chị. Đó là khi mà màn hình nó trở lại bình thường là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.